Hello, xin chào tất cả anh em, lại là tôi đây. Vâng, lúc đầu tôi không định làm clip đâu, nhưng mà tự nhiên tôi vào trong cái thám hiểm này. Tôi mở cái dương vàng và đùng một cái ra luôn một cái chiến hồn 4 sao. Nhưng mà lại một cái nữa, đen vãi cả đái là tôi đã có cái chiến hồn hãm trận này rồi. Thế là mới nhục, trong cái đỏ lại có cái đen, tôi chưa giờ đến cái thằng nào như tôi cả. Mẹ, anh em thấy không? Đen vãi cả đái luôn. Và người ta gọi đúng là trong cái đỏ lại có cái đen. Đó là trong cái đỏ. Cái đỏ ở đây như mình đã nói là mình nhận được một cái chiến hồn 4 sao tím ở lần mở đầu tiên free. Phát đầu tiên free mở cái dương vàng này. Đấy, mình mở cái ra luôn. Và cái đen của mình ở đây là mình đã có cái chiến hồn hãm trận này rồi. Và nó đổi thành một chứng nhận chiến hồn hãm trận. Thế buồn luôn đấy. Ok, có lẽ là cái này nó sẽ như thằng Dan hôm qua nó nói với mình ấy. Nói chung là buồn thì nó cũng là buồn thật, đúng không? Ví dụ như kiểu chúng ta ra một cái chiến hồn 4 sao khác, đúng không? Thì chúng ta sẽ nhận luôn được một cái. Nên nó đổi thành một cái chứng nhận chiến hồn hãm trận như thế này. Thì các bạn biết này, như thằng Dan nói ấy, mình hiểu theo ý của nó ấy, thì lên đến tầm khoảng level 50 thì chúng ta sẽ có một cái chức năng gọi là đổi 4 cái chiến hồn 4 sao để thành một cái chiến hồn 5 sao. Thì có cái lẽ cái chứng nhận chiến hồn hãm trận này nó sẽ là đang tính là một cái này các bạn này. Sau này chúng ta sẽ đổi, chúng ta sẽ có dùng 4 cái chứng nhận này để đổi lấy một cái chiến hồn hãm trận 5 sao chẳng hạn như thế. Đấy, ý hiểu của mình thằng Dan nói ở level 50 là như thế. Nhưng mình vẫn chưa đến cái level 50 ở server Việt Nam này, nên là mình chưa biết được. Ok, đúng không? Má, trong cái đỏ này chó cái đen. Mẹ, có nên mở không nhỉ? Chơi lớn bây giờ nhỉ? Làm phát nhỉ? Nhờ vừa cái ăn luôn để làm gì ra được cái này nữa nhỉ? 100 xu mà đổi lấy một cái này cũng lời phết đấy nhỉ? Hên xui nhỉ? Ui ôi, thôi chắc sẵn nhảy quá. Thôi thế rồi nhá. Ý, 160 kìa. Test thử này một lần nhỉ? Căng thẳng thế nhỉ? Bảo dương phẩm chất càng cao. Thử cái nữa nào. Ôi, hóa ra là lừa. Anh em ơi, tôi bị lừa rồi. Mẹ mày, rõ ràng là mày ghi là su chiêu mộ kim cương mà thế nào đây lại thành mảnh vậy. Thế luôn các bạn, lừa thật sự luôn. Rồi, tôi biết rồi. Giờ tôi không tin thằng nào nữa. Giờ tôi phải tỉnh táo anh em ạ. Mẹ vừa ngủ dậy nó khác, cũng cảm giác nhiều không tỉnh táo hay sao ấy. Tôi thề các bạn, cảm giác nhiều tôi chưa tỉnh táo hay sao ấy. Thế nào rõ ràng ở đấy nó ghi là mảnh su chiêu mộ kim, à nó ghi là su chiêu mộ kim cương mà nhận thưởng lại là mảnh su. Ủa, cú lừa thật sự. Trong cái đỏ lại có cái đen, rồi lại thêm lại cả cái cú lừa này nữa thì không thể nào mà nuốt trôi được. Rồi tôi phải tỉnh táo nhỉ? Phải thật sự tỉnh táo trong những cái trò như thế này. Rồi, rút kinh nghiệm đúng không? Ai cũng có những cái lầm lỡ, mà tôi chắc chắn là chỉ lầm lỡ một lần duy nhất là tôi mở su đấy thôi. Tôi không còn lầm lỡ lần thứ hai đâu anh em. Không bao giờ tôi bỏ kim cương vào lần thứ hai cho cái tính năng này nữa. Kể cả là một xu ở đây nhá, em tôi thề anh em luôn. Kể cả là một kim cương ở đây để mở luôn, tôi cũng không mở luôn. Mẹ, người ta phải có chứng kiến cho bản thân mình. Và tôi chắc chắn là phải tỉnh táo và tình huống như thế. Ok, mảnh ra được một cái gì nhỉ, 260 kim cương của tôi đổi lại được 10 mảnh này, cùng với đó là 6 mảnh kia. Để ăn đủ thật sự. Đâu, 6 mấy mảnh kia đâu nhỉ? Đây, chúng ta sẽ ghép lại được thành thêm được 2 viên nữa. Ok, hiện tại thì là mình có 74 viên su này rồi. Cũng khá là nhiều nha. Bây giờ mình sẽ đi gì nhỉ? Càn quét thôi, đúng không? Để xem là hôm nay có hoạt động nạp núng gì không, đúng không? Ui, xã đoàn này anh em. Như mình đã nói rất là nhiều lần là xã đoàn top 1 bao giờ cũng lợi thế, đúng không? Mỗi ngày nạp đều có quà. Vâng, vẫn là quà của Du. À, hôm nay là ngày cuối. À, chưa phải ngày cuối đâu các bạn. Vẫn còn một ngày nữa, đó là quà nạp mỗi ngày mảnh Athena. Với phần thưởng mốc tối đa là 100 mảnh Athena nhé các bạn nhá. Hy vọng là sau Athena này khả năng là Saisu hoặc là Takuma sẽ vào ở đây. Chưa bộ tăng thêm, hôm qua mình có nói với các bạn rồi. Đăng nhập nhận huy hiệu, đăng nhập 7 ngày.
ngày mai chúng ta sẽ có một cái huy hiệu đỉnh cao. Và đây là huy hiệu dành cho tất cả võ sĩ mà các bạn đang sở hữu rất là cơ bản. Đó là Mai Shizanui, King này, Major, Ca Phẩy, Robot và Henta. Thì ở đây chắc là các bạn sẽ dùng cho Mai này, King này, Ca Đắc và Robot là nhiều đúng không? Ca Đắc thì chắc là khó, nông dân thì chắc khó, nên chắc anh em dùng cho ba anh kia còn lại hợp lý hơn. Chiêu mộ ưu đãi hôm nay lại nở hoa rồi. Vâng, vẫn vậy, vẫn là quà từ... hôm nay lại đúng quà mới anh em ạ. Hôm nay lại cập nhật theo ngày, vâng. Cái này có nghĩa là cứ 2 ngày thì nó sẽ lại có một cái ưu đãi. Cho nên là anh em không bao giờ phải lo là không có mốc nạp nha anh em nhá. Với anh em đại gia thì đúng là không bao giờ phải lo có mốc nạp. Và chắc chắn là anh em đại gia sẽ nạp rồi, cái mốc này nó quá ngon. Nếu phải ngon là tôi nhìn nhầm anh em ạ. Định mệnh. Tôi nhìn nhầm, sorry anh em. Đây. Đủ mê nè, đây. Đầu tiên cái mốc này tôi nhìn tôi cứ tưởng là 219.000. Tôi bảo thế đéo được ngon thế, tận 25 mảnh vạn năng siêu, 14.000 kim cương, bây giờ 1 triệu vàng 25 cái kia, bảo ui vậy đéo được ngon thế, cứ tưởng 200.000 thì mẹ thề luôn. Cái gói này về 200.000 là tôi xúc luôn đấy, đúng không mẹ, nhắm mắt nhắm mũi mà xúc, nhưng mà nhìn lại nó là 2 triệu anh em. Để đúng là không tỉnh táo thật. Cứ tưởng 219.000 là 200.000, nhưng ai ngờ nó là 2.199.000 và nó có giá là 2 triệu đồng. Vâng, 2 triệu đồng cái gói này nhìn ngon đấy các bạn nhỉ. Đại gia chắc là họ cũng múc đấy, cũng hên xui đấy các bạn. Thì nó có 1 triệu vàng gì à. Má nó, bọn nó đánh vào tâm lý thật. Ghê thật, Winner Game đánh vào tâm lý người chơi vãi cả đái. 1 triệu vàng cùng với đó là 25 mảnh vạn năng siêu giúp để nâng tư chất SR trở lên, thề luôn các bạn luôn, đánh vào tâm lý thật sự luôn. Và gói quà nhập Âu này đúng là mẹ quà châu Âu, có khác mẹ mày, hàng ship từ hàng ship tay từ châu Âu về, nhập chính ngạch về có khác, đắt vãi cả đái ra, có giá là 2 triệu đồng. Đấy, nếu anh em nào thích một món quà ở châu Âu về, thích được món quà ở từ nước ngoài về thì anh em có thể bỏ ra 2 triệu để sở hữu cho mình 14.888 kim cương, 25 viên su chiêu mộ kim cương, 25 mảnh vạn năng siêu cao cấp và 1 triệu vàng. Đó là món quà từ trời Âu về cho các bạn nhé. Quà mai nở hai mùa, đéo tên kinh thật, mai nở hai mùa chúng ta có giá là ui nếu phải rẻ đó các bạn, 1 triệu. Vâng, cái giá một triệu thì được 7.500 kim cương, 680.000 vàng, 2 triệu. Ui, nói thế này thì các ông nạp cái gói 1 triệu khi lời hơn nhỉ? Gói 1 triệu với cái 2 triệu gói nào lời hơn nhỉ? Vâng, cái gói quà mai nở hai mùa này có giá 2 triệu, có giá 1 triệu nha các bạn nhá. Nhận lại được rẻ hơn một chút, nhưng mà lượng vàng là 680.000. Đó là cái gói best nhất trong cái ngày hôm nay, ngày 7 tháng 7, như các bạn đã nhìn thấy là cái gói 200.000 với 5 mảnh vạn năng bình thường. Đó, cập nhật theo ngày, cứ 2 ngày chúng ta sẽ lại có một cái ưu đãi hạn giờ mới. Nên là anh em không bao giờ phải lo là thiếu kim cương hay là thiếu vàng hay là thiếu bất kỳ một cái gì nhá. Thiếu cái gì các bạn chỉ cần inbox ngay cho Pet Quyền Cương Chiến Winner Game, bảo là admin này, hôm nay là cảm giác như tôi đang top của cái server này nhưng mà đang thiếu vàng quá, đề nghị là bán mấy cái gói ưu đãi hạn giờ có cho nhiều vàng vào, cho nhiều mảnh vạn năng cao cấp vào, đúng không? Đấy, để ok, để tôi có thể mẹ mới nâng cấp võ sĩ, hay là để tôi có thể up sao võ sĩ SR trở lên, đúng không? Nó bán luôn cho các bạn, đúng không? Bán ngay và luôn, không phải suy nghĩ nữa, đúng không? Thế luôn các bạn luôn, bán luôn và ngay ấy chứ, cần gì phải suy nghĩ. Ok, đấy là mấy cái gọi là cơ bản trong ngày hôm nay ở huy chương giáp đấu. Còn gì nữa nhỉ? Như mình đã nói rồi. Các bạn đi tầm khoảng... 11, 12 gì đó thì các bạn sẽ càn quét được rất là nhiều. Nên là anh em thấy nhiều ông mắc ở con bao này lắm rồi, nhưng mình chưa đánh con bao, mình chưa biết. Hiện tại mình đang tập trung càn quét theo cực hạn lưu như thế này. Đấy, ngày nào mình cũng càn quét hết nha các bạn nhá. Nếu được mảnh nào, đây được một mảnh rồi, có 34 mảnh rồi. Các bạn sẽ thiết lập lại, đúng không? Ngày nào chúng ta cũng làm như thế để càn quét hên xui, đúng không? Một ngày best nhất là các bạn sẽ được 2 mảnh. Một ngày best nhất các bạn sẽ được 2 mảnh đấy các bạn nhé. Còn đỏ được 3-4 mảnh. Đấy, còn đen chắc là cũng thế. Đen thì cũng là 2 mảnh, đúng không? Best nhất cho các bạn là 2 mảnh. Đấy, như mình đây chẳng hạn, best nhất là 2 mảnh.
mẹ đèn vãi cả cứt toàn min luôn. Các bạn thấy thằng nào mẹ đi càn quét toàn min mảnh không các bạn? Các bạn thấy không? Toàn min thôi ạ. Mẹ, hay là bọn này nó giới hạn thế luôn nhỉ? Mẹ, chưa bao giờ được hơn hai mảnh cả. Đấy. Cứ 3 lần được một mảnh, cứ 3 lần được một mảnh chắc là đặt luôn cái tỷ lệ trong này rồi các bạn. Cứ 3 lần được một mảnh, cứ 3 lần được một mảnh, không nói nhiều. Không thèm nói nhiều Vita Game đâu. Chúng tôi không thèm nói nhiều. Cứ 3 lần thì một mảnh. Ông chơi 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 thì thôi. Để cho nó vuông đúng không? À... Đấy, thưởng đạt hoạt động trong cấp sao à? À đây là cấp sao hết cái hoạt động cấp sao các bạn. Cấp sao và tiêu 35.000 à hơn 400 500 hơn 4 hay 500 cái gì đó thì các bạn sẽ nhận được. Ế, mình lại được thêm cái này là mình lại đủ mình ghép cái này này. À, vậy là mình có 75 cái này rồi đúng không? Vậy là mình có 75 cái su chiêu bộ rồi, cứ để dành cho các bạn. Nói chung là sau này kiểu gì có cái dùng các bạn cũng phải lo nhá. Mình đợi đến level 80 thì mình mở. Nếu mà nó không có cái sự kiện nào để mà dùng được cái su chiêu bộ kim cương này ấy, thì mình sẽ dùng đến bây giờ lại lộ ra lại hấp huyết đào nó lại cho vào trong này rồi. Trời ơi. Bây giờ tôi hiểu rồi, sau này võ học tối cao nó cũng sẽ cho vào đây thôi. Đấy, lúc đấy tôi sẽ dùng cái su chiêu mộ này để tôi chiêu mộ tem võ học tối cao nhé anh em nhé, hợp lý không? Đấy, anh em nên tích cái đấy nhá, cực kỳ nên tích cái su chiêu mộ kim cương đó. Sau này chúng ta sẽ có những cái tem nó vào trong này. Ví dụ hôm nay chúng ta nhìn thấy là tem hấp huyết đao là tỷ lệ đấu sĩ hấp huyết đao úp chiêu mộ x10 chắc chắn đúng không? Có nghĩa là chắc chắn nó sẽ chỉ ra 3 con này mà thôi. Thế sau này tem hạ lưu của tôi nó chỉ ra 4 đến 5 con hoặc 6 con là cùng. Hoặc là tem xí viêm liệt hỏa các bạn nó chỉ ra tầm khoảng 5 đến 6 con mà thôi. Nên các bạn cứ từ từ mà tích thật nhiều cái su chiêu bộ kim cương này giúp mình nhá. Ví dụ như mình ở đây mình đang có 75 cái này, các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? 75 cái này quá ngon luôn. Đó, hóa ra là thế. Nên là chúng ta cứ từ từ thôi. Cứ từ từ mà tận hưởng game nhá. Với anh em nông dân, còn anh em đại gia thích thì cứ bung lụa thôi. Anh em đại gia thích thì cứ bung lụa thôi, đúng không? Đừng suy nghĩ, đúng không? Anh em nông dân thì phải tính toán một chút, chơi sao cho nó hợp lý. Hôm qua mình có đọc mấy bài trên group ấy, mấy bài anh em nông dân chia sẻ. Mấy ông gì à? Mẹ mày nhảy vào bảo là ừ cứ tích thế để đến chết ở đấy lúc game sập cũng không được tiêu mà. Ở đi mẹ tôi chúng tôi tích nhưng mà chúng tôi cũng phải đi vẽ chi tiêu hợp lý chứ. Thì mẹ mày các ông người ta bảo tích tiểu thành đại, người ta chúng tôi tích thì chúng tôi có những cái gọi là cái bài gọi là chi tiêu của chúng tôi làm sao cho hợp lý. Không phải đi mẹ chúng tôi cứ tích cái tầm khoảng 1 triệu kim cương đến lúc game sập đâu, đúng không? Chúng tôi cũng chơi game mà, đúng không? Chúng tôi cũng nhìn mà, chúng tôi cũng biết mà. Thì phải chúng tôi cũng tỉnh táo mà, chúng tôi cũng biết đâu là cái sự kiện ngon để chúng tôi chơi mà. Mẹ các ông cứ làm như kiểu mẹ mày vàng giấy này, à vàng này, kim cương này, nguyên liệu nó là rác đấy, cứ có là tiêu, cứ có là tiêu đi, đúng không? Cứ từ từ, không phải vội nhá. Để cho nó vuông, mẹ còn thằng nào thích nó thế nào thì kệ bọn nó, đúng không? Không gì mà phải anh em phải có cái gọi là quan điểm, cái chứng kiến riêng của bản thân mình. Nên là không phải gì phải vội và phải ham hố cả. Cứ từ từ đúng không? Game này chắc chắn là nó sẽ lâu. Đấy. Tại sao lâu thì Vina Game nó có truyền thống rồi, hút máu rồi cho nên nó sẽ lâu thôi. Nên là anh em không có gì phải vội. Best nhất thì game nó được 6 đến 8 tháng. À 6 đến 1 năm chẳng hạn, đúng không? 6 tháng đến 1 năm. Bây giờ mình cứ tính trung bình con game. Từ 6 tháng đến 1 năm đúng không? Chúng ta cứ tích được khoảng 6 tháng bung lụa cũng được. Thế sự lúc đấy vẫn còn cơ hội để trải nghiệm mà, đúng không? Không gì phải vội nhá. Thế nha, game này có lẽ mình sẽ clip này có lẽ mình sẽ chỉ nói chuyện đến đây thôi và hẹn các bạn trong clip tiếp theo để những cái nhiệm vụ lại hay là để những cái phong thần ải lại để tối có thể rảnh rỗi livestream trắng gió mọi người, đúng không? Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là đăng ký kênh ủng hộ và xem quảng cáo ủng hộ cho mình nhé. Thank you mọi người. Bye bye.